những nghịch cảnh ta gặp phải trên đường đời, đôi khi là trời Phật cố tình đem tới, để ta rời xa một số nơi không phù hợp, buông bỏ một số người không thuộc về. Nước không đủ nóng thì bàn tay sẽ không đặt xuống, đôi chân cũng không chịu bước đi, đi kiếm tìm một cốc nước ngọt lành. Những nghịch cảnh ta gặp phải trên đường đời, đôi khi là trời Phật cố tình đem tới, để ta rời xa một số nơi không phù hợp, buông bỏ một số người không thuộc về. Nước không đủ nóng thì bàn tay sẽ không đặt xuống, đôi chân cũng không chịu bước đi, đi kiếm tìm một cốc nước ngọt lành. Những nghịch cảnh ta gặp phải trên đường đời, đôi khi là trời Phật cố tình đem tới, để ta rời xa một số nơi không phù hợp, buông bỏ một số người không thuộc về. Nước không đủ nóng thì bàn tay sẽ không đặt xuống, đôi chân cũng không chịu bước đi.